Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái cách mình sơn cái gáo dừa để tránh cho cái gáo nó bị nứt ha. Và đây là trái dừa của mình. Trước khi sơn thì mình sẽ dùng máy để mà đánh cho cái vỏ ở bên ngoài gáo này cho nó bóng hết các bạn, cho nó láng, nó không còn sần sùi chứa những cái sợi tơ, sợi chỉ nè, sợi chỉ của gáo dừa nè. Mình sẽ đánh cho nó láng nhẵn nè ha. Và đây là cái lưỡi mài, mình sẽ dùng cái lưỡi này để mình đánh cho cái gáo dừa nó nhẵn bóng các bạn. Rồi bây giờ gáo dừa của chúng ta nó đã nhẵn rồi các bạn. Chỉ còn những cái sợi chỉ của gáo một số ít nữa thôi nha. Mình sẽ lấy giấy nhám mình đánh sơ lại. Rồi mình sẽ tiến hành sơn nha. Đây là cái loại sơn mình sử dụng ha. Mình sử dụng đây là sơn BU các bạn. Đây mà bây giờ mình sẽ pha sơn BU và xăng ha. Mình pha ở đây là 1 phần BU và 2 phần xăng. Đây là xăng của mình sẽ pha vào đây ha. Rồi bây giờ mình sẽ quậy đều lên các bạn. Và mình sẽ sơn lên cái gáo dừa ha. Thì cái công dụng của cái mình sơn cái gáo này các bạn là để tránh cho cái gáo nó bị nứt ha. Và cái thứ hai nữa là mình làm cho cái bộ gáo của mình nó sẽ được bền hơn. Rồi bây giờ mình sẽ sơn cái phần gáo dừa các bạn.
Và đây là trái dừa mình đã sơn xong các bạn. Đây mình để cho nó khô ha.